dám liều mạng đến đây thôi chứ ai đâu mà dám. Ta cúng cái gì đây nè. Chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp nha. Thì hôm qua tôi có xin cho cả nhà mình cái lọc cái tài ở cái cung ông ta, nhưng mà lọc không có về cả nhà. Thôi cả nhà cũng đừng buồn nữa cả nhà. Thì hôm nay tôi đi lại cái ngã ba này cả nhà. Cái ngã ba này ghê lắm nha. Thì lúc trước tôi có lại đây xin cho cả nhà mình ha, là ông bà các vong linh ở đây là cho ra đầu đuôi không nha. Thì cả nhà còn nhớ cái clip mà tôi ngồi ngoài mưa ngồi giờ đang xin cả nhà, mà trời mưa rất là lớn thì tôi cũng gán ngồi đó xin cho hết, cho có số cả nhà. Thì hôm đó là ông bà ở đây cho ra đầu đuôi luôn đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt là hôm đó là tôi xin cả nhà, trời mưa lớn lắm, mình mấy thước nhẹp cái chân luôn nha. Thì cây nhang, 5 cây nhang tôi đốt không ướt, không tắt nha cả nhà. Thì cái đó là cái điều đặc biệt nha. Đó. Thì tôi đang ngồi ngay ngã ba này nha. Ha. Ngay ngã ba giữa đường luôn. Thì giờ này tôi canh người ta không có đi qua lại nữa. Thì nãy giờ cũng có một số người qua lại nữa cả nhà. Nhưng mà người ta không có biết mình làm cái gì. Rồi. Tôi hôm nay tôi liều mạng luôn, chơi gian luôn. Thì ở đây là nhiều vong chết quan lắm nha cả nhà. Thì tôi chỉ nói gì thôi ha. Cả nhà mình đâu biết rồi. Thì tôi cũng đã khắn hết cả nhà ha. Thì cũng đã mời về hết rồi ha. Để ông bà của bác nhận. Rồi tôi sẽ xin cho cả nhà mình cái lọc cái tài vào ngày mai ha. Là ngày 24 tháng 5 năm 2021, nhằm ngày 21 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thì tôi xin cho miền Nam nha, miền Bắc, miền Trung, cô chú mình ha, có tài tham khảo. Ai hợp miền nào thì mình chơi miền đó cả nhà. Ai thích hợp với con số của tôi sinh, hợp thì mình chơi, không hợp thì thôi. Tôi không khuyến khích ai ha. Thì cả nhà mình hãy tham khảo lại cái lọc của ông Tà nha. Ông Tà hôm nay sinh là ông cho ra sau ngày không cả nhà. Mình lót nhẹ nhẹ lại ha. Cái lọc của ông Tà hôm qua tôi sinh đó. Đó. Thì đồ đạc tôi cũng dọn lên hết cả nhà. Rất là mệt nha. Để tôi quay cái này cho cả nhà xem. Ở đây có người ta cúng cái gì nè cả nhà. Thấy chưa? Thấy không? Thì cái ngã ba này ghê lắm nha. Trời ơi. Tôi mới dám liều mạng đến đây thôi chứ ai đâu mà dám. Người ta cúng cái gì đây nè. Thì cái ngã ba này tôi từng đến đây xin ra đầu đuôi luôn cả nhà. Ai xem lại những clip cũ của tôi á, trời đang mưa, mưa lớn lắm, đang xin mà cái bàn cơ tôi ướt nhẹp luôn, trứng ướt nhẹp gáo luôn. Mà đặc biệt là 5 cái nhang của tôi không tắt nha, bữa đó xin nổ ngay cái đầu luôn cả nhà. Những cái clip cũ của tôi á, cả nhà vô xem lại cái kênh Nhân Trần TV á. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không quay trở lại ngã ba này ha. Ở đây là người ta kêu bằng ngã ba tử thần cả nhà. Ở đây mấy vong linh ở đây linh lắm, ông bà ở đây cái gì chiến sĩ ở đây rất là linh thiêng. Thì tôi cũng mong là với cái lòng thành kính của tôi ha, cảm ứng chứng minh cho tôi xin được học cái tài ha, để cho tôi giúp người giúp đời bớt khổ đau. Mặc dù là tôi đang bị bệnh cả nhà, nhưng mà tôi cũng gắng làm cho cả nhà mình. Để làm chi ha? Để mang lại tài lộc cho tất cả mọi người đang xem kênh của tôi. Thì cả nhà thương mến tôi, đừng quên xem video, hãy cho tôi một like và đăng ký kênh. Cái like là cái ngón tay chỉ lên nhìn cả nhà ha. Ở trong màn hình điện thoại mình vào ha, có ngón tay chỉ lên là bật cái nút like đó cả nhà. Còn cái nút đăng ký là cái chữ màu đỏ nằm ở bên tay phải màn hình điện thoại mình. Thì cả nhà nhìn vào ha, thì sẽ có chữ đăng ký màu đỏ, cả nhà bấm vô cái chữ màu đỏ đó, nó sẽ hiện ba cái chuông. Thì cả nhà bấm cái chuông đầu tiên nha, thì tất cả những video của tôi đăng lên sẽ báo về điện thoại cả nhà. Thì ai mến tôi thì mình xem, còn không ghét tôi thì cũng xem luôn ha. Đó, hoàn toàn miễn phí ha, không có tốn bất kỳ cái gì hết nha cả nhà. Thì tôi làm nghề bằng cái tâm,
thì tôi cũng không xin tiền của ai ha, và cũng nói chung là cũng không có số chẵn, không có số vip gì hết nha. Số tôi đang làm là về tâm linh. Tâm linh là như thế nào, là để cho cả nhà mình tham khảo, mình xem giải trí nha cả nhà đó. Ai có lộc có tài, ai lấy lộc thì mình hưởng. Nhà nó sáng trưng luôn nè. Chết bà. Ở đây có con chó. Ở đây có cái dông ở cái nhà mới mắc nữa. Cả nhà có để ý 5 cây nhang không? 5 cây nhang của tôi nó sáng rực luôn nha. Nó đỏ tươi luôn thấy không? Đó. Thấy chưa? Thuốc cả nhà. Thuốc sáng rực luôn cả nhà. Đây. Thì bây giờ tôi cũng đã mời về hết nha cả nhà. Bây giờ mà đâu mình xin lọc nha. Vong linh ông bà cô bác ở đây ha, ngủ tại đất này. Cảm muốn chứng minh gia hộ đồ trì cho lòng thành kính. Nay tính chủ con ha, là bước tì sang đến đất này, cầu tài cầu lộc không có quậy phá gì ông bà ở đây. Cho con xin cái lộc cái tài ha. Ở đài công ty xổ số kiến thiết miền Nam vào ngày mai là ngày 2 tây tháng 5, nhằm ngày 21 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu ha. Trong sinh dựng đứng ngoài chứng lên ha. Thì con lộc lớn, con lộc lớn, lộc nhỏ, con xin cái lộc nhỏ. Thì nếu được như nguyện, con quay trở lại đây cúng trả lễ trong bà cô bác ở đây. Số 0. Số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9. Đổi trứng gà cả nhà. Tôi mệt quá cả nhà. Dừng dừng lại nha. Vong linh bà của bác Hiển Linh ha. Ồ, tại đất này cho con xin được cái lộc cái tài ha. Cho con dựng đứng ngôi trứng lên số 0. Số 1. Số 2. Số 3. Tôi cảm giác số 3 như thế nè. Số 3. Số 3. Số 4. Trời ơi trời, tôi đau quá chân. Tôi quỳ ở dưới gạch đó kìa. Đau quá. Số 4. Số 5.
Số 6. Số 7. Số 8. Để nó mà chạy. Kỳ vậy. Số 9. Chạy vòng 3 nha. Tôi lấy rượu chế những trứng nha. Hiện tại cái trứng giờ là rượu nhẹp nha. Số 0. Số 1. Số 3 đứng kìa nha. Hồi nãy tôi có cảm giác số 3 đứng kìa nha, mà vẫn không đứng nha. Mà bây giờ dựng lại thì đứng nha. Thì bây giờ tôi xin tiếp nha. Mặc dù gấp nó mệt. Số 4. Số 5. Số 6. Số 7. Số 9. Số 9. Tôi có cảm giác số 9. Số 9. Yên lại số 9. Ông bà cô bác hiển linh ha. Nếu có tại ngủ tại đất này, hẳn rằng số 9 thì trong dựng lại số 9. Số 9. Số 9. Thì sau 3 vòng chạy nha, tôi chỉ dừng đường số 3 thôi ha. Thì bây giờ tôi sẽ chốt cho cả nhà mình nha. Số 3. Đây. Số 3 ha cả nhà. Thì tôi lấy số 0 ha. Đó. Ha. Là con 30 nha cả nhà. Đây. Cái lọc là con 30 nha. Giờ mình xin kêu nha. Thì ông bà cô bác ngủ tại đất này, nếu là con 30 thì cho con xin dựng lên con số 3 lần nữa. Thì nếu là con 30 thì ông bà sẽ cho mình dựng đứng và chứng nghiệm số 3 nha cả nhà. Số 3. Thấy chưa cả nhà, dẫn lần số 3 nha. Đó, cả nhà mình đã nhìn thấy ha. Thì tôi xin kêu á, là xin được nếu lần 30 thì ông bà cho dẫn lên số 3 thì tôi dẫn dựng lại được con số 3 nữa nha. Cả nhà mình hiểu ha. Thì mình có thể ha, mình lấy cái lọc là ngày, 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 ngày 2 tháng 5 2021 ha. Lộc tôi sinh ha, trong miền Nam
miền Nam là con 33, ổ lộn rồi, cái là con 30 ha cả nhà, mình lót nhẹ ha, là con 33 nha. Đó, mình ai muốn đá xiên thì đá ha, còn không đá thì con số chánh của tôi là tôi xin được 30 ha. Tôi xin ra cho công ty sổ số ha. Sổ số miền Nam đó, số chánh của mình là số này ha. Đó, còn số này thì số phụ, em muốn lót lót, không lót thì thôi. Dung linh ông bà của bác ở đây hiển linh ra hồ đột trì ha, cho con xin cái lọc là con 33. Nãy tôi xin keo cả nhà, vẫn đứng như số 3 nha. Rồi, bây giờ tôi xin ra đốt với tiền nhân bạc nha. Rồi đập vô trứng, quên nữa. Đây, lấy vô trứng lên tôi đập ha. Tôi sẽ đập ngay cái góc này luôn nha cả nhà. Đập ngay ngã ba luôn nha. Đây, đập ngay đây nha. Đó, 30 nha. Rồi, xin chào tạm biệt cả nhà. Chúc cho cả nhà mình ngày mai ai cũng có lộc có tài nha. Thì tôi có trả lễ 4 vong linh ở bờ sông cả nhà. Thì ở bên kênh Tâm Linh TV, cả nhà mình qua bên đó tham khảo ha. Rồi, cả nhà thân mến, tôi đừng quên xem video, cho tôi một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tôi cập nhật hàng ngày nha. Rồi, cái gì nó công đó nha. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp cả nhà những video sau.